Mai Anh, có sao không? Bỏ ra! Cô đừng có mà tỏ ra là quan tâm lo lắng cho cháu nữa. Bớt diễn lại đi. Thỏ. Giả tạo. Hôm nay có mặt bố cháu ở đây đấy. Cô nói ra hết sự thật đi. Sự thật rằng cô là người yêu cũ của chú Vũ. Sự thật là cô bày đủ mọi trò để cháu không tới được với chú Vũ. Đừng có mà đóng vai mẹ kế tốt bụng nữa. Thỏ không được hôn. Anh đừng có la con như vậy. Con nói cho bố biết, cô ta lừa rồi bố con mình, lừa rồi cả nhà mình. Cô ta qua lại với chú Vũ, khiến cho vợ chú Vũ tới tận công ty để mà ghen tuông đấy, bố biết không? Đúng là em và Vũ đã từng yêu nhau, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ thôi. Tất cả đã chấm dứt từ rất lâu. Sau đó em mới quen và lấy anh. Em thực sự không hề biết chuyện Mai Anh và Vũ. Cho đến khi con bé nó nói là nó thích Vũ, em một mực ngăn cản Mai Anh. Bởi vì em lo cho con bé. Bởi vì em rất hiểu Vũ là người như thế nào. Em không hề có một chút ghen tị hay là bất cứ một cái tình cảm riêng tư nào như con bé nó suy diễn cả. Em và Vũ bây giờ hoàn toàn là công việc, không hề có tình cảm. Tất cả chỉ là quá khứ thôi. Quá khứ à? Anh cũng có quá khứ mà. Anh cũng từng có gia đình ấy thôi. Nhưng anh chỉ không hiểu tại sao chuyện đó em phải giấu anh. Nếu em nói hết mọi chuyện thì ngày hôm nay nó đã không tồi tệ như vậy. Và nếu như không tìm được Mai Anh thì sự việc sẽ nguy hiểm hơn thế nào. Em xin lỗi. Em rất áy náy với chuyện của Mai Anh ngày hôm nay. Nhưng mà... Và em nghĩ mình không có lỗi. Cái người mà em đưa vào bệnh viện hôm trước, có phải là cậu Vũ đấy không? Đúng. Nhưng tại sao em phải giấu anh? Việc từng yêu một người trong quá khứ có gì là sai đâu. Nhưng khi em giấu anh đã nghĩ vấn đề rất khác đi rồi đấy. Em thực sự không hề muốn giấu anh. Hôm đó ngay khi anh hỏi, em đã định kể với anh tất cả. Nhưng thực sự là em không biết ạ. Nếu em kể ra thì mọi việc nó có tốt hơn không? Hay là anh sẽ hiểu lầm? Bởi vì bây giờ em với Vũ vẫn đang làm việc chung. Em rất khó xử, em thực sự rất khó xử. Em xin lỗi. Em không tin anh. Em không tin chính bản thân mình.